Good afternoon. Do you hear me? Hello? Hello? Okay. Good afternoon. Okay. Why you don't say? Why? Okay. What happened? Oh. Vậy chúng ta học gì nhờ? Vậy chúng ta học gì ta? Rồi. Nào, bây giờ mình đang ở trường lớp 10 đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta đang học thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Con đang ở trường à? Không hả? Thế thì bây giờ chúng ta học tiếng Anh mà chúng ta không nói thì làm nào nhỉ Đức Anh à? Nói nhỏ hả? Ok, rồi nói nhỏ. Thế Đức Anh thì nói nhỏ xong cô nghe thấy không nào? Con nói lại xem nào. Nói nhỏ xem cô nghe thấy không ạ? Hello. Nói nhỏ. Ok, chúng ta sẽ nói nhỏ. Nhưng mà con nói nhỏ cô lại không nghe thấy gì cả. Thế bây giờ ở trường lớp 10 thì mình không nói được tiếng Anh à? Hay là con ngại? Are you shy? Con đánh máy đi. Ở cơ quan ạ. Thế bây giờ mình sẽ học kiểu gì? Nếu như mà chúng ta học tiếng Anh chúng ta không nói, có chỗ nào khác? Rồi, đầu tiên cô sẽ share cái màn hình đã. Ok. Nào, thì bây giờ cô hỏi nhá. Tức là bây giờ mình không ở nhà đúng không? Và mình đang ở chỗ đông người. Thế đông người thì mọi người đang làm gì? Mình đang học thì mọi người sẽ phải nói tiếng Anh. Làm việc. Ok. Chúng ta học tiếng Anh thì ok, mọi người đang làm việc. Thế bây giờ mà mình học tiếng Anh mình không nói thì thi thoảng mình nói một câu tiếng Anh, con thử nói một câu mà mọi người không nghe rõ. Mọi người không nghe. Tức là con thử nói mà cô đủ nghe con nói được không? Thử nói một câu tiếng Anh thôi, hoặc nói bất cứ thứ gì để cô nghe thấy không? Cô không nghe thấy gì. Ok. Nào, cơ quan. Con ở chỗ mẹ con làm đúng không? Oh my god. Mọi người đang làm việc, thế mình không có cái chỗ nào để mình học hả? Như vậy thì làm sao mình học được đây? Trời ơi. Oh my god. Con chat á? Ok. Rồi, cô sẽ châm trước cho một buổi hôm nay thôi nhá. Khi nào mọi người ít thì con sẽ nói. Ok, hôm sau chúng ta sẽ nói về, chúng ta sẽ học về speaking và listening, vậy chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Được chưa? Hôm nay cô sẽ chủ yếu nói tiếng Anh và con làm cho cô, con chat cho chiếc duy nhất một buổi. Ok. Đó. Ok. Ok. Now, so yesterday we learned about reading. Do you remember? Yes? Ok. Reading.
Okay. Okay. So how many new words are there in the last lesson? You can use your hand, use your finger, or raise your hands if you can. Raise your hands like. Okay. You forgot the book at home? Okay, now. Okay. Okay, so. No. Okay, now. Cái này nhìn vào đây cho cô. Look at this. Good. Dạ, yeah, có sổ và bút ở đây, về nhà sẽ phải xem lại nhá. Dạ. Yeah. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ cài chân các từ. Cô sẽ cài chân từ mới mà hôm qua chúng ta học. I will underline the new word yesterday and then you tell me Vietnamese meaning. Alright? Okay, now look at this. First. Okay. What is the meaning of carpenter? Carpenter. Okay. What is the meaning of medicine? Do you know it? Okay. Right. What else? Yesterday we learned about Okay. That's all, I think. Cô sẽ kiểm tra bù vào hôm sau. Now, for the question zero, we chose A, B, or C yesterday. What did we choose? A, B, or C? Which book is about somebody who works with doctors? Okay. Yes. Now. Okay, now we have several questions. 21. Which book is by somebody who has written a lot of books? And okay, look at the question 21. Any new word? New word? Có từ mới không nhỉ? Ra từ mới không? Chúng ta có từ mới ở đây không? Không đúng không? Ờ, rồi, không thì con không cần ghi. À, journey. Ok, journey. Nào, journey. Ok, journey. Ok. It means chuyến đi. Ok. Nào, ví dụ như là chúng ta có một chuyến đi xa thì chúng ta cũng có thể nói là journey. Và journey thì giống như là ví dụ như là hành trình, chuyến đi hoặc là hành trình. Người ta sẽ hỏi con một câu, đấy là bạn có thể kể cho tôi về hành trình học tiếng Anh của bạn được hay không? Can you tell me about your English journey? Your learning English journey. Quá trình học tiếng Anh, hành trình học tiếng Anh của bạn. Ok. Vậy chúng ta có từ câu. Vậy chúng ta có từ journey, which means hành trình. Chuyến đi. Hành trình. Hoặc là chuyến đi. Hành trình hoặc là chuyến đi. Journey. Hành trình hoặc là chuyến đi.
Finished? Yes. Okay. Hai chuyển và chuyển đi. Bởi vì là because hôm nay chúng ta không nói được nên là cô sẽ chuyển slide. Chúng ta hôm sau sẽ chuyển. Chúng ta sẽ học cái này. Slide này sau. Hôm nay chúng ta sẽ học cái slide khác ha. Okay. Here we are. Alright, một bài rất long trong này. Don't need to speak much. Now, okay, look at this. We gonna do. Okay. Now. Okay. Part 5 question 28 to 35. Okay. We have choose the password A, B, or C for each space. Now, do you remember a space I told you in the last lesson? Space, what is the meaning of space? Do you know? No? Okay, if you don't know, I will say space is mean khoảng trống. Khoảng trống. Ví dụ như là chúng ta điền vào chỗ trống, space chính là khoảng trống. Khoảng trống. Khoảng trống. Space, khoảng trống. Space, khoảng trống. Chỗ trống. Chỗ trống. Space. Finished? Oh, okay, good. Now, okay, so we have to read the information about crawler, dogs. Okay, vậy thì chúng ta sẽ phải là như nào nhỉ? Chúng ta chọn A, B, or C cho các câu hỏi từ số 28 đến 35, đúng không? Okay, chúng ta sẽ nhìn cái slide tiếp theo. Now, slide tiếp theo chúng ta có gì? Okay, look at this and can you help me to write down your new word if necessary? Write down your new word. Nào, chúng ta cùng dịch nhá. Khi mà chúng ta có từ mới thì con hãy ra ký hiệu cho cô nhá. Nào, zero, number zero, any new word? No, okay. No new word? Yes. Good job. Rồi, câu thứ hai nào. Nào, 28. Any new word? No. Okay. Now, giant. Do you know it? No. Okay. Okay, cô sẽ ghi giant is your new word, right? No. Okay. So what is the meaning of giant? Okay, good job, khổng lồ. Rồi. Rồi cô sẽ ghi chân tiếp theo nha. Now. Okay, Germany. Do you know it? Germany. But which country? Nước gì con? Đây là nước gì?
Ok, chính xác. Germany là một quốc gia. Nhưng mà quốc gia nào? Which country? Which country? Mình nhớ xem nào. Quốc gia nào nhỉ? À, gần với Ý hả? Ok, đúng là nhiều bạn cũng nhầm. Cái từ này là nước Ý á. Germany là nước Đức, được chưa? Ok, chúng ta ghi nhá. Germany, nước Đức. Đức. Nước Ý của chúng ta là Italy. Italy. Nước Ý là Italy. 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 Italy có một món mì spaghetti đúng không? Spaghetti. Món nổi tiếng Mỹ, được chưa? Okay, spaghetti. Italy. Ok. À, tiếp theo. Police. 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 Cảnh sát. Do you know? You know it? Okay. Rồi. Rồi. Yes, okay. Rồi, con có thể sử dụng ký hiệu tay được. Mà tiếp theo là Do you know word? No, okay, cô sẽ ghi từ từ đó. Từ đấy chính là tính từ mang nghĩa thông minh nhỉ. Đợi cô một chút, cô đọc cái thưởng có tiếng ồn. Ok, wait me. Ok, I'm back. Now, chúng ta đang nói đến we are talking about intelligence. Intelligence is mean thông minh. For example, một người nói khen mình là you are very intelligent. Bạn rất là thông minh. Và intelligent đây có nghĩa là thông minh. Thông minh. Được chưa? Thông minh. Ok. Intelligent, thông minh. Okay, next. Now, so, okay, what about this word? You know it? Thân thiện, good job. Okay, young. Do you know Young. Oh, okay. Đó, that's enough. Chúng ta sẽ làm bài này như sau nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có một nhiệm vụ, đấy là chúng ta sẽ chọn đáp án cho số 28 đến 35 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ có một slide khác nói với đáp án. Ok, did you write down all the new words? Con ghi hết chưa? Yes. Ok, con viết, viết đi đã. Oh, finished. Ok, rồi. Nào, bây giờ cùng nghe cô đọc lại từ mới một lượt nhá. Ok, đọc chữ nước Đức của chúng ta sẽ đọc là Germany. Ok, thông minh chúng ta sẽ đọc là intelligent. Intelligent. Ok, chữ thân thiện thì chúng ta chắc chắn là biết rồi, con biết rồi đúng không? Friendly. Ok, next. Ok, chúng ta có một ví dụ. We have one example. Nào, look at number zero. There are three sized of closure job. Có ba kích cỡ về loài chó closure. Vậy là chúng ta sử dụng giới từ of. Ok, tiếp theo. Rồi, nào.
số 28 này, chúng ta sẽ có các từ đấy là came, come and comes. Ok. Ok. À, có vẻ như là học hơi sớm khiến mình buồn ngủ hả? Ok. You can drink water if you want. Con cần không? Có cần uống nước không? Ok. Rồi. Rồi nhá, nhìn đáp án của cô này, cô 28 này. Bây giờ mình sẽ nhìn lại ở trên xem 28 là cái gì, mình chọn đáp án nào nhá. Và 28 mình sẽ lên chọn cái gì nhỉ? Come or came or come or comes. A or B or C. Được rồi, giờ cô mở lại cái slide. A. Yes, A. Cô 29 nào? Chúng ta có cái này là chắc là phải ghi các đáp án ra sau rồi trở lại ha. Rồi. Đức Anh có máy điện thoại không? Có máy điện thoại đấy. Đức Anh hãy ghi cho cô đáp án từ câu 29 đến câu 31 nhá. Chép các đáp án ra đã thì chúng ta mới làm được. Rồi. 29 đáp án A, being. B, B, C, D. Ok, finished. Rồi, back to this slide. Back to this slide. Now, number 29. What is your choice? A, B, or C? Okay. Giant closer has not. Cái gì đấy? Here, very long. A. Okay. Not sure. Do you see? Do you know why? No. Rồi, con nhìn cả đáp án, chọn luôn cho cô câu 30, sau đó thì cô sẽ chép đáp án một lượt. Nào, câu 28. Câu 29 nhá, tại sao chúng ta lại không sửa chọn là being hay là be ở đấy? Bởi vì đây là câu hiện tại hoàn thành. Do you know hiện tại hoàn thành? Ok. Progressive tense, the more hiện tại hoàn thành của chúng ta. Và khi nào chúng ta sử dụng hiện tại hoàn thành? Con có nhìn thấy là vế trước đấy là nó nói đến là con nào bắt đầu từ câu này, cô chỉ nhá. The two smaller size first. Gì đấy? Chữ gì mình điền đây nhỉ? Came đúng không? Came to England. Came to England over 50 years ago. But the giant sculptor has not been here very long. Ok, bây giờ cô sẽ dịch đại ý như sau này. Hai cái giống chó nhỏ hơn đầu tiên thì đã đến với nước Anh cách đây hơn 50 năm.
nhưng mà giống chó khổng lồ. Closer này không còn ở đây lâu, không còn ở đây lâu nữa, được chưa? Vậy chúng ta có cái là ở đây là từ quá khứ đơn, ở đây là từ quá khứ, sorry, ở đây là hiện tại hoàn thành. Cái việc mà hiện tại hoàn thành ấy, chúng ta sẽ diễn tả một hành động nó đã hoàn thành, tức là nó đã ở đây rồi nhưng mà nó không còn ở đây lâu. Lâu, very long, long có nghĩa là lâu, và very long có nghĩa là không được lâu lắm, không quá lâu. Thì trong cái phần này, trong cái phần này nó không có dấu hiệu để chỉ cho con là đây là phải sử dụng từ hiện tại hoàn thành, nhưng khi chúng ta dịch ra thì chúng ta sẽ phải hiểu như vậy, và chúng ta sẽ phải hiểu là has been, has been. Khi mà chúng ta được khi mà con học câu về, nhưng mà Đức Anh thì chưa học được câu hiện tại hoàn thành ha. Ok, vậy cô sẽ giải thích nhá. Hiện tại hoàn thành là cái câu mà diễn tả một hành động ở hiện tại nhưng mà nó đã được hoàn thành. Ví dụ nhá, câu hỏi là thế con đã làm bài tập chưa, thì con đã làm, bây giờ câu hỏi là thế trong tuần này thì con đã học được bao nhiêu tiết tiếng Anh rồi chẳng hạn, thì mình sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành tính đến thời điểm bây giờ, được chưa nhỉ? Chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ đơn nhưng mà tùy vào cái cách mình đặt câu như thế nào, được chưa? Vậy đây là, đây là chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Nào, trong cái phần này, trong cái phần này thì con không hỏi được câu bởi vì con chưa nói được. Thế bây giờ bây giờ mà mẹ đưa con đến đây học nhưng mà mẹ có biết là con không thể nói tiếng Anh không thưa anh? Con không thể nói, mẹ có biết không? Không ạ. À, nếu mà mẹ biết là mẹ sẽ không cho học kiểu này đâu. Thế nếu như mà chúng ta có tìm được cái phòng, một phòng khác không con? Không à? Không hả? À, trời ơi, hôm nay học là cô thấy là hơi khổ sở đấy nha. Hôm sau cô sẽ xem xét chỉ cho mỗi một buổi này thôi nha. Hôm sau cô sẽ không nói cho mẹ buổi này, nhưng mà hôm sau nhá, chắc chắn là hôm nay buổi về hôm nay sẽ phải học nhiều hơn đấy nha. Ok, đồng ý với cô nha. Rồi tiếp theo nào, nào câu số 30, chúng ta có all the dogs. Vậy thì chúng ta sẽ chia cái gì ở đây? Câu số 30 nào. C, đáp án của mình C đúng không? C là cái gì? Con viết cả câu, à C con viết cả chữ đấy thôi nào. R, ok. All the dogs thì chúng ta sẽ chia số nhiều đúng không? Ok, all the dogs số nhiều. Now, which suit cut quite often most smaller closures? Câu 31 mình đã có đáp án là gì chưa nhỉ? Câu 31 của cô sẽ là câu 32. Okay. Học như thế này ha, cô rất là khó để dạy luôn á, bởi vì cô phải di chuyển rất nhiều. Ok, vậy chúng ta sẽ làm một cái bài khác đi. Cô sẽ cho con đáp án và rồi là chúng ta sẽ làm lại bài này. Nào, bây giờ nhìn vào câu 30, bây giờ hoàn thành nốt câu 32 của cô nào. Câu 32 của cô chúng ta lên điền là gì nhỉ? Rồi, từ từ nhá. Rồi, cứ từ từ để cô sẽ cho Đức Anh chép hết đáp án. Yên tâm, vẫn sẽ học được như bình thường thôi mà.
Được, được, anh chép cho cô đáp án của 32 đến 35 nhé. Anh chép đáp án của 32, 32 to 35. Con xem đáp án, con xem đáp án từ câu 32 đến câu 35. Sau đấy thì cô sẽ trở lại để như anh chọn đáp án. Okay. Oh my God, my student is so cute. Now, okay, look at number 20. I'm sorry, 31. 31. 31. Con ghi một loạt cho cô nhé. Ví dụ mình sẽ ghi là trong phần chat nha. 31 là số 31 là đáp án gì? Oh my god. Số 31 là cái gì? 31 là đáp án gì? 32 là đáp án gì nha? Ok, đi trong phần chat như của cô á. 31C, ok. Tiếp theo. Được chưa? Ok, rồi mình mới có đáp án của 31 đúng không? Ok, rồi. Cô sẽ xem đáp án của 31 nha. Từ từ. Nào, bây giờ nhìn lại. Rồi, con làm luôn cho cô đáp án của cô 32 nào. 32 mình sẽ điền gì? Rồi, 33 là mưa một thẻ. Scholars come from Germany where farmers use the dogs to help. 33 finish. 34. And they are also used. The Polish, ok, 34 đã xong. 35. A soldier makes. Ok. Chúng ta sẽ xem đáp án hết. Nào, chúng ta cùng check nha. Let's check. Nào, 31. It is. C. 32. C. 33. A. 34. B. Ok. 35. B. Nào, bây giờ ngoảnh lại câu 34 nha. Chúng ta sẽ xem tại sao 34 nó lại là B ha. Mà con chọn là C đúng không? Ok, bài nhá. Chúng ta nhớ đáp án này. 34 là bài. Rồi, 34 nào. Ok. Ok, con có biết cấu trúc câu bị động không? Chưa đúng không? À, ok, rồi. Bây giờ mình sẽ có một cấu trúc câu đấy là câu bị động. Hôm nay chúng ta sẽ học về câu bị động ha. Now, they are also used by the police. Chúng ta sẽ dịch câu này như nào? Họ cũng
Tức là chúng ta đang nói đến những chú chó ấy. Những cái chú chó thì cũng được sử dụng bởi những cảnh sát. Những chú chó được sử dụng bởi những chú cảnh sát ạ. Thì chúng ta có bài ở đây. Bây giờ cấu trúc câu bị động nhá. Được anh đi cho cô nào. Câu bị động thôi. Câu bị động thì hiện tại ạ, chúng ta có chủ ngữ cộng với to be, cộng động từ ở cột 2, động từ ở cột 2. Vào cột 2 cộng với by cộng với cộng với by cộng với tân ngữ cộng với by cộng với tân ngữ. Rồi, đúng là cái phần này. Yes, phần này mẹ có hỏi đến cái câu cái phần động từ bất quy tắc của câu ha. Và phần này chúng ta chắc chắn sẽ sử dụng rất nhiều đến động từ bất quy tắc và có quy tắc. Bây giờ cô sẽ lấy một ví dụ nhá. Nào, ví dụ của chúng ta đấy là câu 34. Nào, 34. Chúng cũng được sử dụng bởi những cảnh sát. Bây giờ mình phân tích này. Bây giờ mình phân tích câu bị động này. Nào, ở đây dây là chủ a là động từ to be, you là verb phân từ cột 2, the police là tân ngữ. Là tân ngữ. Vậy thì cái ví dụ của chúng ta sẽ là they are used by the police. Đó, được chưa? Và đây chính là phân tích của cô. Ok. Đấy chưa nhỉ? Con nhìn rõ. Con nhìn rõ. Yes. Ok. Bây giờ cô sẽ phân tích nhá. Nào. Chúng được sử dụng bởi những người cảnh sát. Thế bây giờ mình viết lại câu chủ động nhá. Đấy là câu bị động. Chúng bị sử dụng mà. Chúng bị sử dụng đúng không? Bây giờ mình sử dụng. Bây giờ mình nói câu chủ động nha. Cảnh sát sử dụng những chú chó. Cảnh sát sử dụng những chú chó, hay mình nói là cảnh sát sử dụng chúng, cảnh sát sử dụng chúng. Vậy thì mình sẽ nói là the police. Đây là mình chuyển sang câu chủ động. Cái mới này hơi hơi phức tạp một chút. Đấy là the police use them. Đây là câu chủ động của chúng ta. Okay. Còn trên đây chính là câu bị động. Trên đây, đây chính là câu bị động. Đây chính là câu bị động. Bây giờ cô sẽ lấy một câu chủ động. Bây giờ cô sẽ lấy một câu chủ động và con thử làm cho cô thành đổi thành câu bị động xem mình hiểu được đến đâu nhá. Bây giờ cô nói là tớ viết à tớ tớ tặng mẹ một cái bút chì. Tớ tặng mẹ một cái bút chì. Vậy thì câu bị động sẽ là như nào? Đầu tiên mình nói tiếng Việt trước nào. Tớ tặng mẹ một cái bút chì. Bây giờ mình nói tiếng Việt là chuyển thành câu bị động là như nào nhỉ? Tớ tặng mẹ một cái bút chì.
Rồi, câu này nó hơi phức tạp một chút. Ok, cô sẽ nói như sau. Ok. Nào, tớ tặng mẹ một cái bút chì. Tớ tặng mẹ một cái bút chì. Bây giờ con nhìn vào công thức của cô nhé. Nào, chủ ngữ. Là mình nhìn vào cái này cho dễ. Nào, chủ ngữ ở đây, quan tâm ở đây chính là chủ ngữ và tân ngữ. Trong câu bị động thì chúng ta luôn luôn nhớ hai cái thành phần này, chủ ngữ và tân ngữ. Bây giờ chuyển thành câu chủ động. Nhìn vào câu chủ động của cô. Câu chủ động thì chủ ngữ lại là tân ngữ. Câu câu chủ động thì chủ ngữ lại là tân ngữ của câu bị động. Ok. Sang một cái màn khác thì nó dễ nhìn hơn. Cô sẽ cho sang bên này. Rồi, bây giờ dễ hơn rồi. Cái bút chì này tớ tặng mẹ. À, ok. Cái bút chì này tớ tặng mẹ. Cái bút chì này tớ tặng mẹ. À, tớ tặng mẹ một cái bút chì. Ok. Thì bây giờ con viết cho cô là nào, ai được tặng bút chì? Mẹ. Ok. Rồi, bây giờ mình viết nhá. Giờ cô sẽ viết. Tớ tặng mẹ một cái bút chì. Bây giờ nó là mẹ. Mẹ được tớ tặng một cái bút chì. À, mẹ được tặng một cái bút chì bởi tớ. Ok, bây giờ mẹ được tặng một cái bút chì bởi tớ. Bây giờ cô sẽ khoanh vùng nhá. Ok, đây câu của mình. Mẹ được tặng một cái bút chì bởi tớ. Ok, bút này. Mẹ được tặng một cái bút chì bởi tớ. Nào, giờ mình sẽ viết câu tiếng Anh. Bây giờ cô sẽ viết tiếng Anh. Tớ tặng mẹ một cái bút chì. I give mom. Bút chì là gì nhỉ? Pen. Pencil. Ok. I give my mom a pencil. My mom a pencil. I give my mom a pencil. Ok. Finish. Not. Ok, con đi đi. I give my mom. À, ok, rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng. Đây là câu chủ động. Nào. Tớ tặng mẹ một cái bút chì là câu chủ động. Bây giờ mình chuyển thành câu bị động trong tiếng Anh như nào nào. Tân ngữ ở trên là cái bút chì, bây giờ trở thành chủ ngữ. Con ghi đi. Mẹ được tặng một cái bút chì bởi tớ. Mẹ được tặng một cái bút chì bởi tớ. Thì bây giờ mẹ được tặng một cái. Mẹ được tặng một cái bút chì bằng tớ. Rồi, bây giờ nhá. My mom has give one pen. Mẹ được tặng một cái bút chì bằng tớ. À, ok. Thế cái cấu trúc của cô nào?
Bây giờ con nhìn lại cấu trúc của cô nào. Cấu trúc của cô là gì nhỉ? Cấu trúc của cô chủ ngữ cộng với to be cộng với verb phân từ 2 cộng với by và cộng với tân ngữ. Nào, bây giờ mình nhìn cái cấu trúc nào. Ok. Chúng ta tạo mới nên chúng ta sẽ để ý một chút nhá. Chủ ngữ to be cộng với phân thứ 2 cộng 3 tân ngữ. Bây giờ nào chúng ta sẽ phân tích chủ ngữ ở đây của câu bị động sẽ là my mom, đúng không? My mom is given contention. À đúng rồi, my mom is given. À tuy nhiên given viết như nào kia? Given rồi là by. Given. Ok, đúng rồi. My mom is given one pencil by me. Đúng rồi. Ok. Rồi, đưa anh chép cái ví dụ này cho cô đi. Nhớ mở ngoặc cho cô đâu là câu bị động, đâu là câu chủ động nhé. Chúng ta sẽ có đây là câu chủ động. Và đây là câu bị động. Ok. Ở trên là câu chủ động, ở dưới là câu bị động. Finish. Ok. Nào, bây giờ nhìn lại vào đây, chúng ta sẽ có cả câu chủ động, câu bị động. Ở đây là công thức rồi. Bây giờ cô sẽ cho một vài câu để về nhà làm nhé. Nào. Ok, nào cô sẽ cho một vài câu này. I give him a book. I give him a book. Sing that song. This me.
Một sự. May I go out? Okay, come on. Okay. Okay, welcome back. Yeah, finished. Now, so for six sentences, all the six sentences are active câu chủ động. Tất cả 6 câu này của cô đều là câu chủ động. Và nhiệm vụ của Đức Anh về nhà là Đức Anh hãy chuyển cho cô 6 câu này sang câu bị động. 6 câu này sang câu bị động. Để làm được 6 câu này thì chúng ta sẽ phải xác định đâu là chủ ngữ, đâu là tân ngữ cho mỗi câu và đâu là động từ. Được chưa nhỉ? Ok, chúng ta có các câu mẫu. Đây, chúng ta có các câu mẫu. Con đã chép chưa? Ừ, ok. Và chúng ta có các câu mẫu thì như chúng ta đã biết là ví dụ nhá, từ given là động từ ở cột 2. Những cái từ này cũng như vậy, từ keep ở đây cũng vậy, đúng không? Ok. Như vậy là chúng ta sẽ phải có động từ cột 2. Và đương nhiên đi tra trên mạng thì chúng ta sẽ có một cái bảng động từ bất quy tắc. Trong đấy thì người ta sẽ có tất cả những cái từ này. Mình muốn biết nó là gì ở cột 3, được chưa? Cột 3, được chưa? À, nó không phải là... Ok, con đã biết given động từ ở cột 2 rồi đúng không? Ừ, good job. Ok, những câu này Đức Anh có làm được không nhỉ? Can you do it? Ok, rồi. À, và hôm trước cô chưa thấy Đức Anh gửi bài tập cho cô hả? Cô gửi cho mẹ con, cô gửi cho mẹ con. Ô, hôm đấy cô gửi ảnh thôi mà. Cô gửi ảnh cái bài đó, cô bảo là con dịch mà. Nhưng mà cô chưa thấy Đức Anh gửi lại cho cô. Mẹ con tìm Zalo không thấy. Ờ, vậy hả? Cô có gửi ảnh cho mẹ con rồi mà nhỉ? Cái ảnh đấy là về bài bài dịch hôm trước của chúng ta. Có con xem lại. Cô đã gửi ảnh và mẹ đã xem. Ờ, gửi ảnh bài tập cho con hôm qua thì mẹ đã xem. Ok, vậy có thể là bài nó khá dài, mình chưa tìm được. Vậy thì chúng ta có tận thứ 6
thứ bảy, hôm nay thứ sáu đúng không? Vậy chúng ta có thứ bảy, chủ nhật, thứ hai chúng ta mới học lại. Vì thế nên chúng ta sẽ về nhà làm lại cho cô cái ảnh đấy nhá. Cô sẽ gửi lại một lần nữa và hoàn thành 6 câu này, chụp ảnh gửi cho cô để cô chữa. Được không? Ok, và từ mới hôm nay thì chúng ta cũng có những cái từ đấy. Về nhà Đức Anh sẽ chụp cho cô vở, hôm nay con ghi lại bài nhá. Rồi, ok, have a wonderful weekend. Ok, con có hỏi cô gì không? Ok, have a wonderful weekend. Này, duy nhất hôm nay chúng ta như này nhá, hôm sau cô sẽ bù bằng việc là chúng ta sẽ học nói rất nhiều nha. Ok, yes, ok, thank you, bye bye, goodbye.